Em xin kính chào toàn thể các quý anh chị, các bạn yêu Hoa Lan trên toàn quốc ạ. Trong phiên buổi trưa ngày 10 tháng 5 năm 2023, bên cơ sở nhà em lại tiếp tục cập nhật cho mọi người những dòng hoa lan đẹp bổ sung vào bộ sưu tập các bác nhé. Và hai số điện thoại để khách hàng liên hệ đặt hàng là 0393998895 hoặc 0966121377. Nhà em nằm ở địa chỉ là khu đô thị Đồng Mơ, thị trấn Gia Lộc, Hải Dương. Và nếu các bác có thời gian thì rất là hoan nghênh mọi người có thể ghé trực tiếp qua cửa hàng để lựa chọn và mua sắm cho mình những giỏ lan đẹp nhất nhé. Hàng nhà em thì thập cẩm đầy đủ rất là nhiều loại mặt hàng. Thời gian gửi hàng thì em xin nhắc qua một lần nữa là miền Bắc sẽ dao động từ 1 đến 2 hôm, miền Nam sẽ dao động từ 3 đến 4 hôm. Trong quá trình đặt hàng ấy, đôi khi mà các bác cảm thấy là cái đơn hàng của các bác đi mà lâu quá so với thời gian quy định ấy, các bác chủ động gọi điện cho shop để bên em ke cho mọi người cái đơn hàng xem đến đâu nhá. Hôm nay thì có rất là nhiều những loại mặt hàng, cả dòng hoàng nhạn 4N này, các dòng phi điệp, rồi là hoàng nhạn rừng tháng 4. Đây là xếp rất là đẹp. Và giá em báo là chưa có phí vận chuyển ạ. Mặt hàng được nào được miễn phí ship vận chuyển trong trường hợp đó chính là mặt hàng chạy số lượng, và những cái mặt hàng mà số lượng nó nhiều ấy, thì em sẽ chạy chương trình là miễn phí ship. Còn tất cả các đơn hàng khách hàng đặt hàng đều phải trả phí ship nhá. Đấy, các bác hạng mua hàng ở đâu cũng thế thôi, đều phải trả phí ship trong quá trình mua hàng. Và không đợi để các bác đợi chờ lâu nữa thì em sẽ đi luôn vào những mặt hàng ngày hôm nay. Hứa hẹn sẽ rất là nhiều mặt hàng đẹp, nên là các bác theo dõi lần lượt từng loại mặt hàng và đừng quên là đăng ký kênh Lan Rừng Hoàng Nhung trên YouTube. Các bác đặt hàng thì gọi điện trực tiếp, đừng có nhắn trên YouTube nhé. Tại vì khi mà nhắn trên YouTube thì không có thông tin số điện thoại đâu ạ. Các bác nhắn trực tiếp này, hoặc là gọi điện trực tiếp này, hoặc là có thể nhắn qua Zalo. Hai số điện thoại nhà em có sử dụng Zalo. Và các bác ngoài ra thì trang fanpage Facebook nhà em có cả Lan Rừng Hoàng Nhung Hải Dương, hoặc là Lan Rừng Hoàng Nhung, Hoàng Dung Nan Rừng. Đấy là những cái dãy Facebook mà nhà em đang sử dụng, đều là Facebook chính chủ ạ. Và sau đây thì em xin điểm qua lần lượt từng loại mặt hàng, báo giá đến mọi người luôn ạ. Hàng về thì ngập tràn rất là nhiều loại. Đầu tiên thì em sẽ đi qua cho mọi người những combo hàng lan rừng trước nhá. Đây ạ, thập cẩm rất là nhiều loại. Những cái loại nào mà còn số lượng ít thì em cũng bán theo combo giá rẻ luôn. Em ký hiệu là mã chữ M này. M1 là một cái combo. Combo này thập cẩm rất là nhiều loại này, từ kiều vàng, những kiều vàng giống nhỏ nhỏ xíu xíu này, một khóm trúc Phật Bà nhỏ này, đây có một khóm thanh đạm Indo này, hai cây trồn này, một nhánh sơn thủy tiên, một nhánh cát này. Cái combo này thập cẩm 100.000, 100.000 M1 nhá. Mã M2 là một cái hình, đây là kim điệp xuân đang lên mầm gốc khá là nhiều ấy. Mùa này ra mùa hoa xong thì bây giờ nó hơi tóp thân một tí nhá. Một đống này với giá là 50.000, kim điệp xuân hoa vàng rất là thơm. Mã M3 là một combo gồm phi điệp vàng và đùi gà tròn. Đây là cái phi điệp vàng lên mầm cũng rất là tươi mới này, thân cứng cáp. Và đây là cái đùi gà tròn Tây Bắc nguyên rề đang lên mầm. M3 này em bán với giá là 80.000. Một rề đùi gà tròn và một rề phi điệp vàng. Mã M4 là một combo, đây là kiều dẹt nhá, nhỏ siêu xíu thôi. Cái này về để cho các mọi người làm giống ạ. 90.000. Mã M4 90.000. Mã M5, đây cho bác một cái dề đùi gà tròn Tây Bắc. Dề này hôm đầu tiên em bán 280 đây, nên lý do tại sao mở là cái hàng này nhanh hao dã man luôn ấy. Nó hao nhanh kinh khủng luôn. Đấy, hàng cân nó nhanh bị hao. Đấy, mầm thì lên rất là đẹp. Dề này thì chắc là sau năm tới là các bác sẽ được một cái dề gà to và nhiều hoa đấy ạ. 240.000 mã M5. Mã M6 90.000. Cái này cũng là hai dề đùi gà nhá, vừa rồi ra nhiều hoa này. Hai dề thân dài, đây dề số 1 này. Đây dề số 2 này, thân dài cực kỳ luôn. 90.000 mã M6. Mã M7 60.000. Một phần đùi gà tròn lùn lùn, nhiều thân lá. M7. Mã M8. Úi thôi, cái dề kiểu tím này em đến chết vì hàng cân mất thôi. Nó hào dã man, hôm về thì nó ẩm ướt cái gốc này, nó nặng cân mà bán hơn 300.000 này. Sau đó thì qua mấy hôm mà nó hao đi, xong lại giảm giá, cứ giảm giá dần 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 dần. Hôm nay giảm giá xuống còn 200 này. Giờ này mà không bán được nữa thì thôi, em sẽ cho vào vườn. Đây là những cái nụ hoa, mắt nụ hoa. Đây cũng có thân tơ nhiều ấy chứ. Nguyên rề này là 200.000 M8. 320 rồi còn 200 đấy. M9, một cái lô kiều vàng ít lá nha.
8.000. Thực ra thì như hôm qua em quay ấy thì các bác thấy à, cái kiểu vàng ấy nó còn lên hoa ở những cái mắt ở thân này cơ. Đấy. Đây một cái bó kiểu vàng nhiều này, em bán 80.000. Đây là M9, M10. Một khóm hai à mấy khóm kiểu vàng dài dài, cái lô này kiểu thân dài. Đây, đây cũng là thân tơ chưa. Ồ, phí thế. Gãy luôn rồi. Ui, cái này gãy thân mất rồi, phí phạm chưa? Thần tơ đấy. Dài quá nó bị gãy. Cái này 100 à? Thôi thanh lý cho mọi người cái này 70.000 nhá. Cái lô thân dài này bán thanh lý lỗ là 70.000 cho các bác làm giống này. Mẹ sửa con cái giá này 70, cái này 100 là đã thanh lý rồi đấy. Đây là em thấy nó gãy em lại giảm thêm một lần nữa. Tại vì khó về nó nặng, thân dài nó nặng. M11. Một dài kiều tím. Ơ, dài này như có người mua rồi sao ta? 70.000. Em nhớ hôm qua có khách đặt cái dài này nhỉ? Sao vẫn còn đây ta? Cũng nhiều thân tơ mà, 70.000. M12. Một phần kiều dệt 100.000. Cái này là có 3-4 dài ghép lại, nó ít lá thôi. Ít lá, nhưng mà cái khóm gốc của nó thì rất là khỏe, 100.000. M13 là một bó hoàng thảo ý ngọc. Này vừa rồi ý ngọc ra rất là nhiều hoa này, 80.000 đầy mầm gốc. M14 70.000, một bó hoàng thảo ý ngọc đầy mầm gốc 70. M15. Đây, hoàng thảo ngọc thạch 3 màu. Có cả ý ngọc lẫn vào này. Đây cả ngọc thạch cả ý ngọc lẫn rồi nhá. 90.000, rất là nhiều thân tơ. Bó này phải 3-4 rề. M16 80.000. Nhiều thân tơ lắm, một bó này. Đầy thân tơ. M17 90.000. Cũng là ngọc thạch 3 màu, cái này có 3 dề ghép lại. Đầy thân tơ, đầy mầm gốc. Ráng hương Corat Koki ạ. Đây là những cái chậu ráng hương Corat Koki hàng mẹ con, hoặc là những cái chậu mà hai cây này lá xếp rất là đẹp. Và đây là lô cuối cùng mà ráng hương Corat Koki là về hàng chậu đôi nhá. Thông thường là sẽ là chậu cây đơn nữa ạ. Và một chậu như vậy, lô đợt này em đang giảm giá chỉ có 220.000. Các bác có một chậu ráng hương hoa rất là thơm. Đấy, thân lá thì rất là giống hoàng nhạn và hoa thì rất là giống cửu bảo tiên. Hai dòng này là dòng lai của hai cây nổi tiếng của dòng bên Thái ạ. Và 220.000 một chậu. Cây này cây trưởng thành, sắp sửa ra hoa nhá. Bác nào mua số lượng từ 2 chậu trở lên thì em sẽ tính với giá là 200.000 đồng một chậu ạ. Mua 2 chậu thì giá 200.000. Còn mua lẻ một chậu sẽ là 220. Mới về lô đầu tiên em còn bán 240 một chậu cơ. Đấy, hàng thì bao mướt đẹp. Tiếp theo đây là những cái cây hoàng nhạn 4N. Hàng nhạn 4N là dòng lá mít nhá. Bản lá mít, lá cúp xếp rất là đẹp. Và lại này thì hoa siêu thơm, nổi tiếng của dòng bên Thái Lan đấy ạ. Hoàng nhạn 4N nó sẽ là cây đôi hoặc là cây mẹ bồng con. Và giá em bán một cây hoàng nhạn 4N như vậy với giá là 250.000 đồng một chậu nhá. 250 một chậu. Đấy. Duy nhất trong phiên ngày hôm nay mua 2 chậu là 500.000 em sẽ miễn phí ship duy nhất hôm nay nhá. Loại này em còn số lượng nhiều, em chạy số lượng cho loại hoàng nhạn 4N này. Còn ba cái combo hồ điệp nhá. Combo đầu tiên em bán là 100.000 ba cây. Hàng này hồ điệp lại, giá cũ là 48.000 một cây. Đây. Đây là cây xanh gấu này. Cây xanh gấu này vẫn còn nguyên lành cành đào này. Đây là cây này ghi là xanh gấu nhưng khả năng là nhà vườn người ta phân nhầm này. Cây xanh gấu thân xanh cơ. Cây này chắc chắn là khác màu, không phải cây xanh gấu đâu. Ghi được xanh gấu nhưng mà cái này chắc là người ta bị lẫn một cây này mà. Còn đây là cây vàng mỹ nhân. Cây vàng mỹ nhân này to, nó chỉ gập một cái lá thôi. Ba cây đấy bán 100.000. Đấy 45.000 một cây, giờ 100.000 ba cây ba màu nha. Combo số 2 là một cây xanh gấu này. Một cây vàng mỹ nhân rất là to này. Cây này. Cây này vàng vương tử. Ba cây ba màu, 100.000. Đấy còn hai combo với thanh lý nốt. Em đang bán 48.000 cây đấy. Tiếp theo còn hai cây vũ nữ Monotia. Cuối cùng. Đây. Hàng này em nhập là cùng một giá tiền đấy, nhưng mà cái này thì cây nó ít thân này em sẽ giảm giá cho bác này. Đây cái này màu hồng, hai cây đều là màu hồng. Cái nụ hoa loại này nó nhanh hỏng. Thật sự là cái mùa nóng là nó không chịu được, nhưng mà giống hoa này rất là đẹp. Chậu này em ký hiệu là chậu đầu tiên, em bán 60. Đấy, 90.000 giảm giá còn 60.000 đây. Xả lỗ luôn. Đấy, một tép và một tép nhỏ 60.000, giống nó đắt mà. Chậu số 2, chậu này hôm trước bán 140, hôm nay giảm giá cho một lốc nữa là 120. Chậu này 2, 3 giả hành cơ. Chậu này 3 giả hành cơ, 120.000. Hoa thì thôi nhá,
Hoa này chắc là được một bông này thì ok, còn hai bông kia có vẻ tàn rồi. Đấy, 60 và 120 nghìn. Em dọn vườn có một số những mã hàng hình nhá. Em ký hiệu đây là mã M1 này. M1 là một chậu vũ nữ nhện xanh. Đây ạ, vòi hoa rất là dài, rất là đẹp. Cái chậu này là thuộc chậu size to, bụi to. Mã M1 này, bụi size to đúng luôn ấy. Chậu này không biết là bao nhiêu kg. Phải to gấp 3 lần những cái chậu mà người ta đang bán có lại 150 một chậu, gấp 3 lần luôn. Cây rất là to, rất là nặng. Chậu đầu tiên mã M1 vũ nữ nhện xanh này em bán với giá là 230.000. Chậu số 2 đó chính là vũ nữ, này là vũ nữ ngọc nữ hoa thơm. Đang đẩy rất là nhiều ngồng nụ này, một ít nhất là 2 ngồng nụ. Đấy, còn nhiều ngồng nụ nữa đang đẩy đấy. Chậu này to, bụi to đùng. 200.000 mã số 2. Mã số 3 là một chậu pen soda xưa. Chậu này đây là thân tơ này, thân tơ này phải cao đến gần 3 ngang tay. Đây hai cái thân mầm ở dưới nữa. Chậu này em bán với giá là 130.000. Mã số M3 130, rẻ chưa? Mã số M4 là một chậu pen đang nụ hoa. Chậu này to, nhiều thân. Chậu này 180.000. Những cái chậu pen to này toàn 200 mấy cả lên, 230, 250 ấy. Hôm nay em giảm giá 180.000. M4. Mã M5 pen soda xưa. Một chậu lùm nhiều thân và rất là nhiều thân tơ. Mọi người nhìn này. Chậu này 170.000. Mã M5 170.000 pen soda xưa nhá. Chậu thuần rồi đấy ạ. Mã số M6 pen soda xưa. Cái chậu 80.000 pen soda nó chỉ cao tầm một gang tay đổ lại thôi mọi người ạ. Cái chậu này cao lắm, thân nó dài vậy hai gang tay. Chậu này mã M6 pen soda xưa. Chậu này là 130.000. Mã M7 cũng là pen soda xưa này. Này chậu này thân mầm dài chưa? Đây chiều cao thân cho mọi người xem này. Một tầm 2 gang đến 2 gang rưỡi thôi. Chậu này cũng 170.000 nhá. Mã số M7 170.000. Mã số 18 chậu siêu cao to đùng. Thân tơ. Chậu này phải dài gang 3 ngang tay. Rễ đang đâm rất là khỏe này. Mã này 190.000. Em có 3 lô đai châu này. Đai châu rừng lỗi lá nhá mọi người nhá. Em sẽ giảm giá nốt này. Lô này lô số, gọi đây là lô đầu tiên này. Lô số 1 này. Lô này hôm trước bán 80 đấy. Hôm nay em giảm giá cho mọi người lô này 60.000 này. Một cây này. Hai cây này. Cắt lá. Ba cây này. Bốn cây này. Năm cây. Năm cây này 60. Châu rừng nhá. Lô số 2 hôm trước cũng bán 80.000 ba cây. Hôm nay cũng giảm giá cho mọi người lô lại 70.000. Một cây này. Hai cây này. 3 cây này, cây này thì rõ đẹp 70.000 3 cây. Lô số 3, lô 45.000 giảm giá cho mọi người còn để xem nào. 40.000 nhé, 1 cây này. 2 cây. 3 cây. 4 cây, cây này nó bị hỏng lá, bôi thuốc. 5 bôi vôi 6. 40.000 6 cây này. Và có một giò đen rũ mắt đen nhá. Giò này thì hàng này vừa rồi đấy bán Tết đấy. Bây giờ cái giò này nó lên nhiều kỳ. Mà chậu này rất là lùm xùm nhiều thân. Em bán 130. Chậu này nhiều thân lắm. Đây là chậu nan nhựa nhá. 130.000 cái chậu này. Đang bán cái loại chậu 150 đấy. Nhưng mà chắc chỉ bằng một nửa ấy thôi. Cái hàng này nó hơi kiểu như là top thân một tí. Em giảm giá 130.000 cái chậu đen rũ mắt đen sọ siêu to đùng. Có duy nhất một chậu này nhá. Không biết là còn ở vườn không. Nhưng mà cái lô này lô dọn vườn của em ạ. Còn lô hàng mới về vẫn là 150 ạ. Đến thì em xin phép lên cho mọi người một cái lô trầm rồng đỏ. Lô đợt này thì cây của nó mầm lên rất là dài nhé. Cũ chậu thì mầm nó chỉ rơi tầm một gang đến hơn gang thôi. Nhưng còn đã, cũng có những chậu là mầm đã rơi tầm hai gang tay của em rồi. Đấy. Những cái chậu này là chậu hàng để chơi Tết này. Đấy, chậu này cũng gần hai gang tay, gang rưỡi. Đẹp lắm, hàng đang đi ngọn rất là khỏe. Đây là những cái chậu tác phẩm năm ngoái người ta đã cắt hết bỏ hết thân già rồi. Em ký hiệu đây là mã R1 nhá. Đây là những cái chậu mà hơn 100.000 thì chậu nó cũng nhiều thân nhưng mà nó ngắn. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chậu này 6 thân, nó chỉ tới tầm một gang tay. Chậu này 130. 6 thân. Mã R2 trầm đồng đỏ. Chậu này 5 thân, rất là đanh. Cũng đanh cây, hơn một gang một tí. 130.000.
Những cái chỗ này là 150, em giảm 130 đấy. Mã R3 150.000. Đây chỗ này thì cao hơn này. Rơi tầm găng rưỡi này. 5 thân, găng rưỡi đẹp lắm. 150.000. Mã R4 4 thân. 4 thân cũng cao tầm găng rưỡi, gần 2 găng. 130.000. Chậu ít thân thì thường nó dài hơn. Mã R5 trần vòng đỏ chậu này trước đó bán 150 nhá. Hôm nay em bán giảm giá chậu này 120 thôi. 1, 2, 3, 4, 5 thân. Chiều cao tầm 1 gang tay, 120.000. Trần vòng đỏ. Mã số R6 trần vòng đỏ 180.000. Chậu này 5. Chậu này một thân nhỏ là một thân nhỏ không tính này. 1 này, 2. Chậu này 5 thân và một thân nhỏ là 6 này. Chậu này 180.000. Chiều cao 2 găng tay rồi. Chiều cao chỗ này 2 găng tay rất là đều nhau. Mầm nhỏ không tính nhá. Tính là 5 thân dài 180. Mã R7 170.000. Chỗ này chiều cao 1 này, 2 găng tay, thân dài nhất là 2 găng rưỡi này. 4 thân dài 170.000. Mã R8 chân mồng đỏ 190. Chỗ này 1 này, thân dài nhất là 2 găng rưỡi. 1, 2, 3 này, 4, 5, 6. Chỗ này 6 thân nữa, rất là dài, to, dài, cao, khỏe. Hàng trầm dù đỏ Tết là bán theo thân ấy. Bây giờ em bán 190 được tận 6 thân. Mã R9 cũng 190.000. 1, 2, 3, 4, 5 cũng 6 thân này. Khá là đều nhau nhé. Mướt đẹp luôn, 190.000. Mã R9 và mã R10 160.000. 1, 2, 3, 4, 5, 6 thân. Nhưng mà nó thấp hơn chỗ kia. Đấy, một chậu 6 thân 190, một chậu 6 thân nhưng mà 160 thôi. Đấy, chậu này cao hơn, chậu này thấp hơn. Đấy. Thấp hơn thì cũng rơi tầm 1 gang này, có cây thì gang rưỡi, gần 2 gang. Đấy. Hôm nay về thì em chưa kịp lên sóng cái dòng hoàng nhạn này, rất là nhiều khách hàng đã hỏi ạ. Mọi người biết đấy, thì cái dòng hoàng nhạn thì nó là một trong những cái dòng hàng nó cũng khá là đắt đỏ và khan hiếm. Và thời điểm này là hoàng nhạn rất là hiếm rồi. Thú thật với các bác là từ đầu năm đến giờ là em chưa mua được lô hàng nhạn rừng nào luôn. Mà nghe đâu đó là cái hàng nó có thì nó cũng rất là đắt. Đấy. Và hôm nay thì cái lô hoàng nhạn này thì đã thuần từ khi cây còn bé. Thực ra cây thuần rồi thì nó sẽ đẹp mướt hơn. Chứ nếu mà hoàng nhạn rừng mà cái cây này mình mua từ khi cây mà còn nhỏ ấy, hàng rừng bé, thứ nhất là nó sẽ bị rách lá, cắt lá, tách lá, dập lá, rồi đủ các thứ. Đấy. Nên là hôm nay cái lô này thì em sẽ bán. Em cũng nhập theo cây, nên là lô hôm nay em bán theo cây. Các bác có thể mua chậu 1 cây hoặc là chậu 2 cây tùy thích. Và hôm nay thì em sẽ bán cho mọi người là 80.000 một cây nhé các bác nhé. Ví dụ như chậu 2 cây như thế này. Đấy, có thể cây to bù vào cây nhỏ, tại vì em mua theo cây mà. Là 160.000. Đấy, 8 nhân 2 là 160.000. Ví dụ như một chậu 2 cây, em sẽ cố gắng lựa cho các bác những cái chậu mà 2 cây đều nhau nhất. Còn những chậu nào cây nhỏ thì em không tính, được chưa? Đấy, 80.000 một cây. Ví dụ những cái chậu có những chậu 1 cây như này cũng là 80.000 này. Đấy, chậu 2 cây thì là 160.000. Đấy, cái lô hoàng nhạn này về rất là đẹp. Nói chung là mọi người thấy là nhiều cây lá rụt rịt. Hàng thì nó cũng không quá to đâu, bởi vì nếu mà to thì nó thành ra là cái hàng khủng rồi. Đấy, không có giá là 80.000. Hoa của nó thì rất là thơm các bác nhé. Hoa màu vàng thơm. Hoàng nhạn tháng 4, hàng rừng thuần. Theo đến các mặt hoa của đen rô xuân này. Đáng ra cái lô này là lô để em về em bán nụ hoa cho các bác. Đấy, nhưng mà do là nó kiểu như nó bị nhỡ xe ấy, nó để nó nóng rồi nó nở hoa nhanh mọi người ạ. Nên là lô này là nó nở hoa mất rồi. Nhưng không sao, hoa này nó bền, nhiều cây nó còn bền đẹp, nó còn chơi rất là lâu. Còn chủ yếu là nếu mà nở hoa rồi là các bác biết được mặt hoa là cây của nhà mình đã có mặt hoa này hay chưa. Đấy. Và sau đây thì em sẽ chia cho mọi người thành những cái mã đen rô xuân khác nhau nhé các bác nhá. Tại vì cũng có chậu thì nhiều thân, chậu ít thân. Đấy. Em nhập thì nhập đồng giá, có những chậu nó ít thân thì em lại phải bán giảm cho các bác. Đấy. Còn hoa của nó thì nó cũng có nhất rất là nhiều mặt hoa nhé. Màu tím này, màu tím kiểu chớp chớp như thế này này. Đấy, màu trắng này. Đấy. Đây là em ký hiệu, đây là mã số 1 đen rô xuân này. Chậu này là cây chớp tím này. Tím chớp này. Nở hoa hết rồi. Chậu này mà chưa nở hoa thì cái màu này giống hoa chúc Phật bà chưa. Đấy. Mã số 1 này em bán là 150.000 này.
Hàng nụ hoa toàn 230 thôi. Giá này là giá em xả là giá lỗ đấy. Này, chậu này nhiều thân. 150.000 mã số 1. Đen Rô Xuân. Mã số 2 Đen Rô Xuân. Chậu này cũng là màu tím chớp này, bông to. Cái này còn mắt, cái mắt của nó đậm hơn. Còn cái này thì không thấy mắt mấy, nhưng cái này bông to, có nó có mắt này. Hai mặt bông khác nhau nhưng cũng 150.000. Mã số Đen Rô Xuân số 2 cũng 150.000. Em qua mã X3 Đen Rô Xuân này. Ôi ôi ôi, đẹp chưa? Trời đất ơi, nếu mà bán hoa thì bây giờ cắm ở nhà các bác thì quá là rực rỡ. Phải mầm gốc lên nhiều chứ. Đây là hoa của nó là cánh tím đậm nhá, họng của nó màu vàng này. Bông này đẹp, xuất sắc. Hàng này em có cả hàng giống 100.000 một chậu, nhiều kỳ lắm. Bác nào muốn lấy cái hàng giống 100.000 báo em. 160.000 mã số 3 của Đen Rô Xuân này, 160.000. Mã số 4 Đen Rô Xuân này. Chậu này hai mặt hoa cũng là màu tím đậm như thế này. Và cái này là màu cánh trắng, năm cánh trắng nữa này. Đẹp chưa? Họng vàng. Mã số 4 này. Hai mặt hoa 170.000, mã số 4. Mã số 5. Chậu này cũng là chậu tím chớp này, nhưng mà ít thân hơn. Chậu này 130.000. Đấy, hoa cũng một số sắp tàn rồi nhưng mà bông đẹp. Bông to 130.000. Mã số 5. Mã số 6 nhá. Mã số 6 cũng là một chậu hai mặt hoa này. Một chậu tím đậm bông to và một chậu năm cánh trắng chớp này. Chậu này em bán là 150.000. Mã số 6 150.000. Chậu này thân lùn nhá mọi người nhá. Chậu này thân hơi lùn đấy. Nhưng hai mặt hoa. Mã số 7 này. Ôi. Cứ cái màu tím tím như này là rất là size, rất là to. Ôi to đùng luôn đấy. Đẹp chưa? Các bác lưu ý này, những cái chậu tím tím này là rất là to, bự chảng luôn. Còn những chậu mà hai mặt hoa thường nó ngắn ngắn này. So sánh luôn này, nhìn nó như kiểu đấy. Nó có thể cao bằng một nửa thôi. Hàng đấy à, hàng Tết năm ngoái một chậu một thân thôi đã là 180 một thân rồi. Mã số X7 này. Ôi chậu này về chơi hoa vẫn thoải mái. 170.000, mã X7. À mã số 7, X7. To lắm, nhiều thân, mầm gốc nhiều, to bự, 170.000. Mã số X8. Chậu này cũng hai mặt hoa này, 160.000. Đây là cánh trắng này, đây là cánh tím này. Chậu này thì thân thấp hơn chậu kia một chút. Thích hai mặt hoa lấy sang chậu này, 160.000. Mã số 8. Mã số 9 nhá. Mặt hoa này mặt hoa khác này. Úi dồi ôi. Úi cây này thì còn bự nữa mọi người ơi. Nặng quá. Nặng quá. Cây này là cây tím đậm nhưng cái mắt của nó lại là mắt tím này. Mắt tím này. Còn đây là mắt họng vàng này. Còn đây là mắt tím này. Nó có mắt này. Đấy. Chậu này to bự luôn. Bự chảng luôn. Cao to. Rất là mập. Đây là hàng Tết một cái chậu một thân như này này. Đã là 180 này các bác này. Đấy chậu này to lắm. Chiều dài thân nó rơi 1, 2, 3 gang rưỡi này. Thân dài nhất là 3 gang rưỡi. Chậu này 160.000. Mã số X9. Và mã số 10. 10 số cho mọi người cái chậu này nó. Đây này. Hàng nó hoa nó sai như này. Gần như từ gốc đến ngọn. Chỗ này nó lại tàn hoa ở chỗ trên này đó. Nó đến gần như là từ gốc đến ngọn đâu mọi người. Đấy. Chậu này mầm gốc nhiều. Đây hoa chắc cũng chỉ chơi một thời gian ngắn. Chậu này thì tàn nhanh. Có 2 thân. Chậu này bán 120. Đấy, 10 chậu, lên tạm 10 chậu cho mọi người nhá. Trên cái lô Đen Rô xuất sắc, hoa đẹp. Còn ngoài ra thì em có cái loại Đen Rô Xuân hàng giống. Hàng này tại sao gọi là hàng giống? Bởi vì nó là dòng mà nó lên siêu nhiều kỳ và thân. Đây, mầm gốc nhiều và nhiều kỳ nhiều. Loại này thì hoa chuẩn này, đây là bông hoa bói này. Đó chính là màu tím họng vàng. Đây chính là những cái chậu mà hiện tại là hàng tác phẩm này này. Hàng tác phẩm như vậy mà trồng ở những cái chậu nhỏ này để mắc làm giống. Và hôm nay thì một chậu nhiều thân như vậy chỉ có 100.000 thôi. Bác nào mua 3 chậu em sẽ miễn phí ship nhá. Mua 3 chậu hàng bảo hành chuẩn hoa như thế này. Bông hoa đẹp lắm, xuất sắc luôn. 100.000. Tiếp theo là dòng lan rừng nhá. Lan rừng thì nhà em sẽ bán lẻ ít nhất một loại là 50.000. Rồi các bác có thể lấy nửa cân, một cân tùy thích ạ. Lan rừng thì em cũng đang cố gắng là nhập thêm nhiều lô hàng mới nữa. Bởi vì bây giờ nó khan hiếm hơn nên là về nó sẽ không được đều đặn mọi người ạ. Nên nó có những cái mặt hàng nào về mới
thì các bác ủng hộ em Nhung sớm để cho nó cây nó còn tươi nhé. Ví dụ như lô hoàng thảo môi tua này, sắp đến cái mùa hoa của nó này. Cây thì nó thì rất là tươi, lô hôm nay về nhiều. Giá em bán là 130 một kg. Và hoa loại này hoa màu vàng, họng tua đua vào loại này thơm lắm nhá. Chỉ có 130.000 thôi, các bác lấy nửa cân thì trồng thoải mái rồi. Hạc vĩ Tây Bắc ạ, à, em có tầm khoảng 2 cân. Tây Bắc bây giờ nó cũng đang lên mầm đẹp chưa? Hạc vĩ như vậy là rất là đẹp rồi. Loại này thuộc dòng dễ trồng nhất, mà em cảm thấy là kể cả các bác mới tập chơi cũng có thể trồng được. Tiếp theo một cái mặt hàng em đang giả giá mạnh đó chính là đây là cái dòng hoàng thảo Ý Ngọc mọi người ạ. Đây Ý Ngọc mùa này cũng đang lên mầm mọi người nhé. Vừa qua cái mùa hoa nên là thành ra là cây của nó này vẫn lác đác một số cây còn cái mắt hoa. Dòng này người ta còn ví là nó chính là nàng công chúa Ngọc Ngà. Bông hoa của nó thì cực kỳ sai. Vừa rồi hoa của nó này. Đấy, Ý Ngọc thì bình thường em bán là 180.000, hôm nay thì em giảm giá cho các bác chỉ có 160.000 một cân thôi. Đấy, riêng cái Ý Ngọc này giảm giá cho các bác còn 160.000 một kg nhé. Kim Điệp Xuân, à quên, 3 ký Kim Điệp Xuân. Kim Điệp Xuân mùa này thì bây giờ cũng chỉ chủ yếu là chăm mầm gốc và giá em bán là 120 một cân. Mùa này chơi hoa xong thì bắt đầu thân nó hơi tóp và nó bắt đầu nó đẩy những cái mầm gốc. Riêng loại này thì nó rất là nhẹ, các bác mua nửa cân được 120. Loại này bình thường 150, riêng cái Kim Xuân này là em bán gần như là không có lời được. Căn bản là em về nhiều, em chạy số lượng ở dòng Kim Điệp Xuân về 15 cân rồi, bây giờ còn 3 cân. Đấy, phải bán rẻ thì thành ra là khách người ta mới mua. Nếu mà bán cao quá, đến lúc mà nó hao rồi em sợ kinh khủng luôn. Đấy, hàng có 3 cân nên cắt tỉa sạch sẽ gọn gàng rồi. Còn, chết rồi. Còn bên đây là Ngọc Thạch 3 màu này. Mọi người có thể nhìn cái khuôn bông của Ngọc Thạch 3 màu này, chuẩn hoa 3 màu nhé. Cái cánh của nó sẽ là cánh tím này. Đấy, đây với là bông hoa nó mới nở, nó không được rõ khuôn bông lắm. Đấy, cái loại này thì rất là sai, cũng lác đác một số cây còn nụ. Đa phần bây giờ chăm là chăm cái mầm gốc của nó này. Em bán là 150 một kg Ngọc Thạch 3 màu và 50.000 một bó. Hoàng thảo Bùi Gò Tròn có tầm khoảng 2 cân rưỡi thôi ạ. Khá là nhiều lá. Gà tròn vùng này nó nhiều lá mà nó cũng rất là tươi. 200.000 một cân, quên mất. Gà tròn Tây Bắc 200.000 một cân và 50.000 một bó. Tiếp theo là Long Tu Xuân. Chỗ này em bán bình thường là 250 đấy, hôm nay em giảm giá 220 một kg. Chỗ này chắc có tầm khoảng nửa cân, hơn nửa cân một chút thôi. Kế tiếp bên đây đó chính là kiều tím miền Trung ạ. Kiều tím miền Trung hôm nay thì nó cũng là những cái hàng khóm hàng dè này thôi, nhưng mà nó hơi ít lá. Tức là hàng rừng thì nó sẽ có cả thân tơ và thân già. Loại này thì hôm nay em sẽ xả cho mọi người với giá là 330.000 một cân ạ. Các bác có thể lấy nửa cân. Giá cũ là 380.000 nhá. 380.000 một cân. Hôm nay bán xả là 330. Bác nào mà lấy 2 cân thì em tính là 300.000 một cân nhá. Hôm nay em xả lỗ đấy, bởi vì cái lô này em nhập về có những cái hàng mà nó nhiều lá em đã bán trước cho các bác rồi. Còn cái hàng ít lá thì em sẽ thanh lý sau. Và tiếp theo bên đây đó chính là hoàng thảo đơn cam ạ. Đây chính là lô đơn cam cuối vụ rồi ấy. Nên mọi người nhìn này, thứ nhất là hoa là sẽ không còn nữa. Và thứ hai là sau khi cái dòng đơn cam cuối vụ này hết hoa là người dân sẽ không đi khai thác nữa nhé. Nên để nếu mà lấy đơn cam về làm giống thì các bác lấy luôn thời điểm này đi. Còn một thời gian nữa tầm khoảng 1-2 tuần nữa là nhà em cũng không còn đơn cam để mà lấy đâu. Dân bây giờ không còn lô đơn cam mới rồi. Đấy, đơn cam thì bản chất loại này rất là nhỏ, có những khóm bé xíu xíu, xíu này, nó cũng đang lên hoa và hiện tại đang đẩy mầm gốc ạ. Đây ạ, đây mọi người, đơn cam này. Đấy, nên là hàng này rất là nhẹ, các bác chỉ có thể sưu tầm một ít cũng được, không cần phải nhiều đâu. Và đòi hỏi sự ghép cũng hơi tỉ mỉ một chút nhá. Em bán 70.000 một lạng. Một lạng được rất là nhiều. Đây mọi người nhìn này, đây là 50.000 đơn cam này, mọi người thấy chưa? 50.000 đơn cam nó ghép cũng được một giò rồi ấy. Còn 70.000 chắc chắn nó sẽ hơn thế này, gần gấp rưỡi cái này nhá. Bác nào mua tròn một cân đơn cam, mà chỗ này cả đống này chắc chắn chỉ có hơn cân thôi, 650.000 một cân nhá. Em có một số những cái phần hàng hình chia thành mã như sau. Mã này là mã C19, là một chậu dendro vàng kim cương. Em có duy nhất 2 chậu thôi, 10 thân, cả dài cả ngắn, 320.000. Hàng này cuối năm là hàng tác phẩm đấy ạ. Tiếp theo là mã C18, dendro vàng kim cương. Mã này cũng 10 thân nhá, nhưng mà mã này cây của nó lớn hơn, cây lớn hơn cái mã kia, cao hơn, dài nhiều hơn, đang đi ngọn. Đây chính là cái mầm tơ năm nay á, nó hiện tại nó đang dài, đã dài như này rồi. 380.000 C18. Mã C23 là một chậu sơn thủy tiên siêu to đùng.
To lắm, nói chung là chậu này á to, khỏe mạnh. Này, đây cũng là những thân tơ này. Mới ra hoa bói thôi. À quên, mới ra hoa một thân. Toàn thân tơ, gần như là toàn thân tơ. Chậu to đùng này với giá là 330.000. C23 Sơn Thủy Tiên. Tiếp theo là C25 Sơn Thủy Tiên 250. Đây, một thân của Sơn Thủy Tiên. Đây, cái này chuẩn bị nụ này mọi người này. Chuẩn bị nụ hoa đấy. Đấy, cái này là chưa nở hoa đâu, sau đến mùa hoa ấy. Đang mùa hoa nở ở của Sơn Thủy Tiên đây. Chậu này 250, to bự. Nhiều thân tơ. Mã C28 là một chậu kiều vuông lộc bắc, 210.000 đồng, chậu này rất là nhiều thân tơ. Đang sưng nụ hoa đấy. Kiều vuông này, cánh trắng này. 210.000 đồng. Mã C22 là một chậu kiều Sơn Thủy Tiên 240.000. 240.000. To, khỏe mạnh, dài lắm. Sơn Thủy Tiên thuần. Mã C27 là một chậu kiều vuông cánh trắng, 210.000 đồng. Chậu này toàn thân tơ. Thân rất là mập. Đây có những cây nó đang sưng nụ. Nụ đang bung ra đấy. Và có hai chậu chuỗi ngọc. Chuỗi ngọc này là chuỗi ngọc mắt đen. Đẹp chưa? Mã này mã C32 160.000, chuỗi ngọc mắt đen. Mã C31, đây cũng là một chậu chuỗi ngọc mắt đen đấy. Hoa nó tàn rồi đây này. Tàn hoa. C31 160.000. Chuỗi ngọc mắt đen hiếm lắm nhé. Hiệp Hòa Bình giá rẻ mọi người này. Đây là trong cái lô Hòa Điện Bình vừa rồi này, có sổ ra cái mặt hoa như này, rất là đẹp này. Cánh trắng, đẹp lắm. Nói chung là phi điệp Hòa Bình. Đây là hoa sổ, nhưng còn đây là những cái hàng mà ngày xưa là hàng rừng ươm ki lên á. Này, từ những cái ki nhỏ, từ ngày xưa mua ki hàng kiến ấy, rất là đẹp này. Từ mua từ kiến Hòa Bình luôn. Đấy, hàng rừng ngày xưa. Hôm nay thì em xuất cho mọi người những cái chậu này là chậu hiện tại là đang xuống lá để chuẩn bị hoa. Nhắc thử cho mọi người một tầm khoảng một vài chậu để bác xếp là cái độ dài, độ ngắn như nào nhá. Đây, hai chậu. Đây là phi điệp Hòa Bình, hàng chuẩn rừng. Ươm từ những cái khúc kiến ngày xưa mua đắt, giống này ngày xưa mua kiến đắt lắm. Kiến ngày xưa mua, đây, nó rơi tầm 3 gang tay. Trung bình nó rơi tầm khoảng 3 gang tay. Một cái chậu Hòa Bình như thế này. Và hôm nay thì giá nó rất là rẻ thôi. Một chậu phi điệp Hòa Bình này 25.000 ạ. 25.000 đồng một chậu nhá bác nhá. Đấy, bác là mua 10 chậu phi điệp Hòa Bình này em sẽ miễn phí ship. Tức là 250 được chục chậu. Rẻ chưa? Tính ra không bỏ công trồng. Đấy, 25.000 đồng một chậu phi điệp Hòa Bình. Và mua 10 chậu em miễn phí ship về tận nhà. Đấy, hàng về rất là nhiều. Chiều cao trung bình nó rơi tổng khoảng 3 gang tay. Có thể là có những thân cao hơn hoặc có thể thân nó thấp hơn một tí xíu nhá. Đấy, cái này nó do là độ dài ngắn của cái găng tay của em. Còn nhà em vẫn đang bán những cái chậu phi điệp Hòa Bình mà 4 thân như thế này. Một chậu 4 thân. Trung bình 4 thân. Đang lên mầm này thì là 130. Còn đâu các bác mua những cái chậu mà rời rời như thế này thì là 25.000 đồng một chậu. Đấy. À, tiếp theo thì em xin phép lên cho mọi người bộ sản phẩm cát lay da. Hứa hẹn rất là nhiều lần để lên cho mọi người video chi tiết cụ thể và đính kèm cho các bác mặt bông với dòng lan cát. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu chi tiết và đính kèm để mọi người dễ dàng chọn cho mình được mặt hoa đẹp nhé. Cát nhà em thì có cả dòng cát đại một lá và có cả dòng cát chùm dòng hai lá. Thì trong video này thì em sẽ giới thiệu chi tiết và đính kèm mặt hoa. Thì cát nhà em các bác đặt hàng thì bên em sẽ gửi kèm cho mọi người một tờ hướng dẫn kích hoa lan cát. Và một số lưu ý nho nhỏ khi các bác trồng lan cát đó chính là phải ăn nắng, ăn đủ nắng, cây sẽ ra hoa thường xuyên và ra hoa quanh năm. Loại này thì hoa rất là đẹp. Và nếu mà các bác không ăn đủ nắng là nhiều khi các bác trồng cây nó cứ mướt đẹp mà chưa thấy hoa đâu. Đây là những cái kỹ năng mà các bác khi trồng lan cát em sẽ gửi kèm cho mọi người cái tờ hướng dẫn để các bác tham khảo thêm. Đó, cát thì nhà em nó rơi tầm khoảng gần 30 loại cơ. Đấy, tất cả những dòng này là hàng chuẩn hoa nhá, đính kèm cho các bác mặt hoa nhá. Cát nhà em sẽ bao ship từ 3 chậu bất kỳ trở lên. Nên là tất cả những cái mặt hoa này các bác cứ kết hợp 3 màu, 3 loại, hoặc là kết hợp bao nhiêu thì bên em sẽ miễn ship từ 3 chậu bất kỳ, kể cả những chậu loại từ 100.000, size từ size nhỏ đến size to nhé. Những size nhỏ nó rơi chỉ từ 100.000 một chậu thôi. Còn size to, những cái chậu to này đấy, cỡ chỉ tầm hơn 200.000 là các bác sở hữu một chậu lan cát đẹp rồi. Và sau đây thì em xin lần lượt điểm qua từng loại lan cát, giới thiệu đến khách hàng. Mã số 1, 7 sắc cầu vồng em đã hết hàng. Bây giờ em bắt đầu từ mã số 2.
là Thông Sofan Gold Slam. Loại này thì hoa của nó sẽ là màu xanh vàng, hoa rất là đẹp. Và cây của nó là hàng bông đại ạ. Em bán 100.000 đồng một chậu. Hoa này thiên về màu xanh nhiều hơn, bông hoa rất là xinh. Mã số 3 đó chính là cái mã đỏ mắt mèo nhé. Cái đỏ mắt mèo là cái hoa màu đỏ rực, màu đỏ rực. Và lô này thì cây của nó khá cứng cáp, 100.000 đồng một chậu đỏ mắt mèo. Cái này tên tiếng Anh của nó là Pet Python Red. Đấy. Cái loại này thì hoa của nó rất là đậm, rất là đẹp, có 100.000 một chậu nhá. Đây là dòng cát một lá bông đại đấy ạ, mã số 3. Mã số 4. Ai đã chơi cát thì không thể không bỏ không biết đến cái dòng mã Vua Cương Sơn. Mặt hoa của loại này thì cực kỳ xuất sắc. Tuy nhiên thì giống này nó rất là bé nhá mọi người nhá. Giống của Vua Cương Sơn rất là bé. Lô này em nhập vườn này nó còn rẻ đấy, có 100.000 thôi. Các lô trước đó thì các bác mua toàn 130 thôi. Đấy, đợt này Vua Cương Sơn có 100.000 này. Vườn này giá rẻ. Đây là mã số 4 nhá. Mọi người cứ đọc tên mã và kèm theo tên của hoa để cho nó tránh bị nhầm. Tại vì hàng cát nó về nhiều loại quá. Mã số 5 đó chính là cái màu cam đổi màu. Màu cam đổi màu này là cam hay là cái cam đỏ ấy ạ. Khi đầu tiên nó chuyển màu cam sau dần dần nó chuyển sang màu đỏ ấy. Màu này rất là đẹp. Loại này bông đại 100.000, mã số 5. Mã số 6. Mẫu số 6 thì đó là chính là Thông Sfan Gold. Loại này hôm trước là em bán 130, tuy nhiên bây giờ nó còn vài chậu thôi. Em xả cho mọi người 100.000 một chậu. Nói chung là cây của nó thì dòng này nó cũng nó to ấy, thành ra nó cũng cứ toe tua các hướng, nhiều hướng, chậu này to nhiều thân, 100.000. Đấy, còn 4 chậu gắn thanh lý nốt. Mã số 7. Chuyển sang cái dòng màu này là màu chớp này, màu cam chớp này. Đây cái mặt hoa mã số 7 này. Cây nó ít thân nhá, loại này thì cây ít thân. Mã số 7 là cam chớp. Mã số 8. Mã số 8 đó chính là cây hồng Molisa. Cái hồng Molisa này em bán không biết là biết bao nhiêu rồi ạ. Bây giờ còn 3 chậu thôi. Cây rất là đẹp, dòng này cắt hai lá nhá. Hoa chùm. Loại hát cắt hai lá này nhưng mà bông của nó cũng không phải là quá mini đâu. Nó cũng gọi là bông chung đấy ạ. Còn 3 chậu 130.000 đồng một chậu cắt hồng Molisa. Dòng này hoa thơm. Qua mã số 10 đó chính là những cái chậu vàng môi son hay là tú cầu vàng. Đây ạ, bụi đợt này to mà giá lại có 130.000 thôi. Bình thường nó phải rơi tầm 140-150, hôm nay vàng môi son em bán 130 nhá, một bụi nhiều thân. Dòng này cắt hai lá nhá. Mã số 11. Qua cho các bác cái dòng hoa thơm. Đó chính là màu tím đậm. Đây cái bụi tím đậm nó to cỡ này này mọi người. Trồng trong chậu size nhỏ thôi nhưng mà bụi còn to ngang ngửa những cái bụi chậu size to nhá. Cái này cho sang size to cũng phải rơi tầm 220-230 rồi. Đấy, loại này là 200.000 nhá. Tím đậm. Dòng này hoa rất là thơm. Bụi nào bụi đấy rất là to. Có 200.000 thôi. Tím đậm có 4 chậu. Mã số 11. Qua mã số 12 đó chính là cây ba vàng ba đỏ ạ. Cây ba vàng ba đỏ đây, bụt bụi cũng rất là nhiều thân mọi người nhá. Có 160.000 đồng một chậu ba vàng ba đỏ thôi ạ. Đây cái bông hoa này chuẩn bị sổ này mọi người. Đấy, chuẩn bị sổ ra cái bông này. Ba lưỡi vàng và lưỡi đỏ. Đây là mã số 12. Tiếp đến mã số 13 nhá. Mã số 13, đây là những cái mã mà nó có tem thì em đính kèm cho mọi người mặt hoa. Và các bác đọc đúng cho em cái mã nhá, tại vì cái hoa này em khó miêu tả là mặt hoa như thế nào ấy, thì các bác xem cho em tên mặt hoa này. Mã số 13, tem của nó là Nakong Cherry Delight Red. Đấy, cái tình trạng cây của nó này, cây của nó khá là cứng cáp và đẹp. Loại này bông đẹp lắm. Nói chung là những cái mã này đều là những mã hàng hot mà em nhập về. Loại này là 130.000 đồng một chậu, 3 chậu miễn ship nhá. Mã số 13. Mã số 15. Mã số 15 là Rung Napa Fancy. Đây mã số 15 cũng 130.000. Cái giá thì em nhập nó tùy từng màu thì cây nó to nhỏ khác nhau nhá. Có những màu hot thì họ cây của nó rất là ít thân là như thế. Mã số 15 này. Mã số 16. Cứ nhìn mặt hoa cho em rồi đọc mã số là được. Mã số 16 là Nakong Cherry Delight. Cái này là màu đỏ rồi. Bụi to nhiều thân. 130.000 nhá. 130.000 đồng một chậu. Nói chung là nó cũng không có nhiều thân lắm. Những cái hàng này toàn hàng hot có 5 chậu thôi. Mã số 17. Mã số 17 đây là cây hoa này rất là đẹp nhưng mà có 3 chậu thôi. Mã số 17 này là Varus Palin Live với Mary Song. Loại này 130.000, loại này cát hai lá, hoa chùm. Hoa cũng chung chung đấy ạ, có 3 chậu, mã số 17.
Mã số 18 này. Rung. Mã số 18, đây cho mọi người xem cái tem nó. Tình trạng cây, mã số 18 là Rung Napa Beauty. Đây mã số 18 là cây cắt hai lá. Một mặt hoa đẹp đấy. 130.000. Mã số 19, Palladium Charm. Cái này là hoa trắng đúng họng vàng rồi. Cái này là mặt hoa trắng họng vàng. Mã số 19 nhá. Palladium Charm. Charm đấy. Cây thân lùn lùn. Mã số 19. Chuyển sang mã số 20. Đây là cây tú cầu đỏ này. Dòng này dòng cắt hoa lá, hoa chùm, hoa rất là sai. Mã số 20 này em bán với giá là 200.000. Mã số 20 tú cầu đỏ. Mã số 21 vua đỏ ạ. Ai đã chơi cái dòng vua đỏ rồi, bụi hôm nay vua đỏ nhà em mới về này. Bụi to, dòng này cắt bột lá, bông to, bông đại nhá. Vua đỏ này em bán cháy hàng luôn, mới về một lô mới đấy ạ. Vua đỏ to này em bán 220.000 đồng một chậu. Số 23. Nói thật là cái 23 này em chạy không biết là bao nhiêu chậu rồi mọi người này. Nhìn này, đấy, mã số 23 là cái lô này này. Đấy, em nhập về nhiều. Bởi vì em thấy là cái lô hàng này nó bán chạy. Và thứ hai là nhà vườn người ta xuất gần như là hết vườn rồi mọi người. Đây chính là cây Amaki vàng lưỡi đỏ trong truyền thuyết đây. Bụi của nó chậu to, cầm nó đầm tay nó nặng lắm mọi người. Nó nặng kinh khủng luôn. Đây nhá, có một cái bông, vài hôm nữa có một cái bông hoa nó nở. Em sẽ cho mọi người xem mặt hoa thực tế. Còn cái bông hoa ở vườn thì đã chuẩn hoa rồi. Đấy, cái Amaki này là bụi siêu to nhá. 230.000 đồng cái Amaki vàng lưỡi đỏ. Cái vàng của nó vàng tươi và cái lưỡi đỏ đậm, rất là đẹp. Mã 24, chuyển sang cái cây hắc tùng đỏ này. Hắc tùng đợt này bụi to chưa? Bụi to mà nhiều thân nhá. Bụi to hắc tùng đỏ này bán 220.000. Mã 25, chuyển sang cây chớp ngọc 3 màu. Hoa cực kỳ là thơm. Loại này thì cực kỳ là thơm. Chậu này chậu size to, giá là 200.000 đồng một chậu chớp ngọc 3 màu. 200.000 đồng một chậu chớp ngọc 3 màu nhá. Hoa thơm rất là đẹp. Mã số 28 thì em lên cho mọi người cái màu này là cái màu nó gọi là màu cam đỏ chớp. Cam đỏ chớp. Mọi người nhìn này, màu cam đậm nhá. Và cái màu đó pha chút đỏ và cái chớp của nó, cái viền chớp của nó là màu đỏ đậm nhá. Cái này mã tiếng Anh ở bên Thái ấy. Thì một chậu như thế này em bán với giá là 130.000 một chậu. Mua 3 chậu cắt em miễn ship. Cam đỏ chớp, cái màu đỏ rực rực rỡ, rực lửa luôn ấy ạ. Hoa đẹp lắm. Màu tiếp theo đó chính là đại cao hùng. Rất là nhiều khách hàng hỏi cái cát đại cao hùng. Bởi vì là trước em đã bán rồi nhưng mà giờ nó hết cái loại bụi to. Nhưng hôm nay về cái bụi này nó cũng vừa tiền mà nó cũng nhiều thân lắm. Đại cao hùng này, nhiều thân chưa? Cát đại cao hùng nha. Hoa của nó trắng lưỡi tím. Đại cao hùng này bán là 150.000 đồng một chậu, 3 chậu miễn ship. Mã 29 nhá, gọi đây là mã 29. Mã 30. 30 thì mặt hoa như này. Thực ra thì cái mặt hoa này nhà vườn người ta gửi nhá mọi người ạ, nó là màu vàng cơ. Cái này là hoa nó chuẩn bị tàn nên là nó chuyển màu sang cái màu tím tím này này. Còn thực tế là nó sẽ màu vàng như này. Cái này mới ra nắng là nó sẽ màu vàng nhá. Cái này là cắt chùm. Mặt hoa số 20. À, mặt hoa số 30. Cái này là hoa gần tàn rồi nên nó đổi màu ấy ạ. Hoa này là bụi hai lá. 100 bụi này to lắm. Bụi này to này. Loại này thì bụi to. Cái này cũng 150.000 một chậu. Em đính kèm cho mọi người cái mặt hoa khi mà nó mới nở là một, thứ hai là lúc mà nở ở ngoài ánh nắng ấy, đầy đủ nhiệt độ ánh nắng ấy. Loại này hoa chùm bụi to đùng, có 150. 3 chậu em miễn ship nhá. Cái này em đính kèm mặt hoa, cái này nó có 10 bụi thôi. Nó cũng đổi màu ấy, dòng thường dòng đổi màu, hoa đẹp. Tiếp theo đến dòng lan thuần nhá. Lan thuần nhà em cũng đâu đó còn 6 giò hoàng thảo chuỗi ngọc. Hoàng thảo chuỗi ngọc ạ. Lô đợt này thì sổ ra rất là nhiều mặt hoa đa dạng của cái dòng chuỗi ngọc này. Chậu này là chậu hàng thuần nhá, đã thuần sẵn rồi và đang lên rất là nhiều mầm tơ. Mọi người biết cái chuỗi ngọc hàng cân bây giờ nó xấu lắm, em không lấy hàng, dám lấy hàng cân nữa. Bởi vì đến ngay bản thân em khi mà nhập cái hàng cân về, em còn bắn lỗ cơ. Bởi vì nó quá xấu. Và thứ hai là khách hàng nhận hàng còn không muốn, không thích luôn ấy. Nên là hôm nay em quyết định nhập cái lô hàng thuần này. Kể cả thân già nó rất là căng. Đây, còn đây là những cái thân tơ này, những cái mắt ngọc rất là sáng này, rất là đẹp này. Em bán một chậu chuỗi ngọc chỉ có 160.000 thôi. Đây là hàng thuần, quen với cái khí hậu của mình rồi. Về các bác chồng rất là an tâm. Xem bên đây là những cái chậu kiều mỡ gà. Hàng này hàng của Thái nhé. Kiều mỡ gà Thái ạ. Đây là những cái chậu kiều mỡ gà này. Đang lên có cả thân già và thân tơ. Hàng này thì bao chuẩn hoa. Kiều mỡ gà càng ngày càng hiếm nhé mọi người nhé. Đây ạ,
Những chậu nào thân nó to thì nó ít lá, còn những chậu nào thân nó ngắn ngắn như này thì nó nhiều lá hơn. Đấy, lùn lùn ngắn ngắn. Đây cũng đang sưng rất là nhiều mắt nụ này. Giá là 150.000 một chậu kiều mỡ gà nhá. Em còn ít thôi ạ. Tiếp đến đó chính là những chậu năm cánh trắng hiển của anh, năm cánh trắng HO. Tất cả những chậu này có những chậu mà từ hôm trước là 101, 102, hôm nay em đều bán 90.000 hết nhá. Chiều cao trung bình là rơi tầm hơn một gang. 90.000 đồng một chậu. Có chậu xuống lá, chưa sưng nụ, có chậu thì nó còn lên cả ki trên thân cơ. Đấy, và có một chậu này duy nhất này, chậu này 102 giảm còn 101 này, chậu này dài 2 gang tay. Đây, HO đang đi ngọn này. Có một chậu này 101, còn đâu tất cả đều là 90.000 nhá. Còn phía bên đây là những cái cây sao thiên vương, hoa đậm. Hoa rất là đẹp này. Mắt rất là đẹp. Đây là hoa tàn rồi. Bây giờ hiện tại thì em gửi cho các bác là gửi cho các bác những hàng nụ nhá. Hàng nụ thì em bán là 65.000 đồng một chậu. Loại này thì mắt rất là đẹp. Các bác mua 3 chậu em tính 60.000, 65.000 mua 3 chậu tính 60. Còn những hàng mà nó nở hoa rồi, sao thiên vương nó nhiều mặt hoa lắm. Cái sao thiên vương này mà nở hoa rồi em bán 50 thôi. Mà thôi, hàng nở hoa bán 40.000 một chậu. Nở hoa. Tiếp đến là sơn thủy tiên hàng thuần. Phải nói là sơn thủy tiên về bạt ngàn mà bây giờ nó cũng đang tiếp tục đóng cho các bác rất là nhiều. Hàng này khẳng định mọi người là để mà có một chậu sơn thủy tiên thuần đấy, các bác mất công mất sức rất là nhiều. Các bác trồng một cái chậu sơn thủy tiên từ những hàng rừng lên ấy thì nó đa phần nó là thân già thôi. Và mầm tơ thì hiện tại kể cả mầm tơ khai thác từ rừng về chắc chắn nó cũng sẽ bị ảnh hưởng. Còn đây thuần từ khi mà thân già rồi này, nó lên những mầm tơ này, nó đã lên một cái chậu mà nó sinh như này rồi, thì các bác về trồng an tâm là mầm nó không bị ảnh hưởng gì cả. Mà chậu nó cũng rất là nhiều thân tơ nhá. Độ mướt của loại này thì chất lượng luôn, không thể nào chê một tí nào luôn đấy ạ. Và một chậu sơn thủy tiên hàng thuần này thì nhà em đang bán chỉ có 200.000 đồng một chậu thôi. Những cái lô đầu tiên về là toàn 201 đấy ạ. Em đàm phán được với nhà vườn bán 200.000. Đây, nhiều cây là thân của nó đanh, nó đã chuẩn bị đã mắt nụ đã rất là rõ rồi này. Đấy, còn những cái thân này là thân nó chưa đanh nhá. Khi nào đanh nó còn phình thân rồi nó đủ các thứ. 200.000 đồng một chậu sơn thủy tiên. Rất là đẹp. Còn tiếp theo đây là những cái giò dáng hương tam bảo sắc hoa trắng ạ. Những cái chậu cây mà chiều cao nó rơi tầm gần 2 gang tay và bản lá của nó là bản lá xếp rất là bóng, rất là mượt. Tam bảo sắc trắng đột biến này là hàng của Thái Lan nhá. Em bán một chậu với giá là 210.000 đồng một chậu dáng hương tam bảo sắc hoa trắng. Tiếp đến là những cái bảng đai châu. Đây là đai châu hàng của Thái Lan và một chậu nó sẽ là một chậu đôi cây, hai cây. Bảng to, nhiều cây. Đây ạ. Bảng to nhé mọi người nhé, nó rất là nhiều màu ạ. Em bán một bảng 2 cây, về chỉ treo lên và chơi thôi. Giá là 220.000. Tính ra 101 một cây trâu này. Mà to, to lắm, chiều dài một bên lá nó phải rơi tầm gần gang tay, hai gang tay của em cơ. Đấy, đây là đai trâu. Tiếp nữa, mời các bác tham quan đến khu vườn đầy hoa, đầy lá, đầy... Đấy, đây là đen rũ mắt đen cho mọi người chiêm ngưỡng á. Mọi người biết cái đen rỗ mắt đen này, hàng đẹp như này thị trường đang bán là bao nhiêu? Ít nhất nó phải rơi tầm 180-200.000 nhá. Đấy, hôm nay thì shop bên em giao lưu cho mọi người, em về số lượng nhiều ấy ạ. Một chậu đen rỗ mắt đen đẹp như này, cỡ này ấy, đẹp cỡ này. Với giá chỉ có 150.000 thôi. Hàng này còn mua 3 chậu em còn miễn ship cơ các bác ạ. Mua 3 chậu em còn miễn ship. Số lượng thân trong một chậu ít nhất là 10 thân trở lên nhá. Không bao giờ dưới số lượng 10 thân. Khẳng định với mọi người là như thế. Hàng nhà em bao chất lượng cho mọi người. Khi các bác mua dòng đen rũ mắt đen này, hoa này nếu mà chăm tốt là sẽ nở chuẩn Tết. Hoa rất là đẹp. Dòng hoa sai hoa, dễ chăm, dễ trồng. Các bác nào mới tập chơi thì em nghĩ là chơi cái dòng đen rô này rất là hợp lý. Tiếp đến bên đây là những cái chậu năm cánh trắng họng hồng. Top 1 trong những cái dòng năm cánh trắng ngày xưa đình đám mà mọi người rất là yêu thích. Đấy, hôm nay một chậu nhiều thân như thế này, giá có 130.000 thôi mọi người ơi. Đấy, có 130.000 một chậu năm cánh trắng họng hồng nhá. Dòng này mắt xước và môi trái tim rất là xinh. Dòng hoa nở chuẩn Tết và rất là thơm nữa. Đây ạ, một chậu nhà em số lượng ki nó nhiều thân đấy ạ. Mà chỉ có 130.000 thôi. Lô này là em chạy số lượng nên giá nó rẻ nhá mọi người nhá. Tiếp theo là những cái chậu Corat Koki.
Koratoki, dòng hoa thơm. Koratoki đây là những dòng chậu đôi ạ, một chậu nó sẽ là hai cây. Và Koratoki đợt này thì sẽ là lô cuối cùng nhà vườn xuất cái hàng cây đôi và sau đó sẽ chuyển sang là xuất chậu một cây một thôi ạ. Hàng nhà em là hàng chậu gỗ nhá, bao chất lượng cho mọi người, là cây của nó khỏe, giống to. Và loại này thì giá chỉ có 220 một chậu. Bác nào lấy hai chậu Koratoki hôm nay em ưu đãi cho mọi người là 400.000 được hai chậu nhá. Ấy, cái lô đầu tiên Koratoki chậu gỗ này về em bán 240 đấy, không có giá 220 như hiện tại đâu. Đấy. Còn tiếp nữa là những cái giò kiều Lộc Bắc. Đấy, kiều vuông Lộc Bắc. Một trong những cái sản phẩm rất là nổi tiếng của đất Lâm Đồng. Lô đợt này em thấy là còn nhiều cây nó còn đang sưng nụ nhá. Nhiều thân tơ lắm ạ. Một chậu kiều Lộc Bắc hôm nay rất là nhiều thân tơ. Hàng về 100 chậu cơ. Chắc đây đó, giờ hiện tại chỗ này chắc chỉ còn tầm khoảng 2-30 chậu thôi ạ. Đấy. Hàng rất là bao chất lượng, đẹp. Một chậu như vậy nhiều thân em bán là 210.000 đồng một chậu. Mua 2 chậu tính cho mọi người 200.000 đồng một chậu. Đấy, thường thì những cái chậu thân lùn thì nó nhiều thân hơn. Và có cả những chậu thân cao cao này thì nó ít hơn một tí. Nhưng mà khẳng định mọi người là chưa có giá nào 201 một chậu kiều từ trước đến nay đâu. Hàng Tết chậu này, những cái chậu này toàn 250 đổ lên thôi, không bao giờ có dưới 250.000 cả. Em còn hai cái cây Vanda này, Vanda hoa màu hồng nhá. Tí em cho mọi người xem cái mặt hoa của bông hồng này, bông to. Đấy, cây to này, một cây này là 180, còn cây thứ hai nó hơi lỗi lá một tí, ở đây em bán 130, giảm cho 50.000 cái cây đấy. Lỗi lá ít thôi, không phải lỗi lá ngọn nhá. Đây cho mọi người xem cái mặt hoa của cái Vanda màu hồng. Đây em có một cái cây khủng này, cây khủng này thì không đóng gói được. Cây khủng này bông nó to lắm. Mọi người xem có nét không? Thấy là nó hơi bị ngược sang. Đây mọi người nhìn này. Cái Vanda bông khủng này, mặt hoa nó đậm này, to nó đậm này. To lắm. Nói chung là to. Bông to đẹp. Đấy. Cây này nó to lắm, cây này nó thể cao đến hàng hơn mét, tầm mét rưỡi. Cây đấy không đóng gói được nên là em cho mọi người quảng cáo mặt hoa của hai cây kia đây. Hai cây kia chiều dài nó cũng phải rơi tầm 50. À quên, 5 găng tay của em rồi. 5 găng tay đấy. Còn hai giò tam bảo sắc hoa vàng. Hoa vàng, một trong những cái dòng dáng hương hoa của nó như bông hoàng nhạn ấy, rất là đẹp. Giảm giá hai giò cuối cùng 150 một giò, hàng ngày hàng thuần. Ghép sẵn lên. Cút cút cút. Đi đâu đấy? 150.000 một giò nhá mọi người. Những cái bảng bẹt châu như ạ. Bẹt châu như thân lá tía tím lịm luôn, mặt hoa bẹt chuẩn. Một bảng này nó rất là nhiều thân nhá. Vừa rồi là những cái thân hoa nó ra rồi đấy. Đây là những cái mầm gốc đăng lên. Một bảng đẹp như này có 140.000 thôi. Châu như bẹt, bẹt châu như. Tiếp theo là những chậu dáng hương đuôi cáo ạ. Dòng này dáng hương đuôi cáo cao bằng, hàng lá ngắn. Một chậu trung bình 3 cây em bán là 130.000 đồng một chậu nhá. Một chậu trung bình 3 cây như thế này. Đấy, lá xếp V. Đấy, cũng có cây còn đang đẩy nụ mọi người này. Đấy, cũng có cây đang đẩy nụ rồi. Dòng cáo lá xếp. Còn những cái chậu nào 2 cây thì em bán 90.000 thôi. Còn đây là những cái chậu Zaza mini. Chậu bụi to. Đây em sẽ cố gắng lựa cho các bác những cái chậu bụi to nhất nhá mọi người nhá. Loại Zaza mini này thì em bán 55.000 một cốc. 55.000 một cốc, bụi to. Zaza mini. Hoa xiêng nở quanh năm. Hồ điệp khủng long giá 80.000. Đây là dòng hồ điệp cắt ngồng, hàng của Đài Loan, hàng hồng ngồng khủng long. Lưu ý là hàng này cây già đời nên cũng có thể là những cái lá gốc mà nó sẽ hơi vàng một chút nhá, nhưng thân lá trên thì nó ok đẹp. 80.000. Năm cái trắng họng tím ạ. Họng tím em đang treo ở chỗ này. Một chậu trung bình tầm 4-5-6 thân. Giá là 130.000 một chậu họng tím ạ. Giá rẻ. Họng tím có 130k. Đây Sơn Thủy Tiên nhà em về nhiều chưa? Bao la bát ngát luôn. Bảo đảm mọi người là Sơn Thủy Tiên. Thoải mái cho lựa chọn. Tiếp đến là những dây hoa leo tử đằng. Hôm qua có khách mua hẳn 50 cuộn hoa tử đằng mọi người. Giá tất nhiên là em sẽ để cho giá hữu nghị hơn. Bởi vì sau một cái lô này thì chắc chắn là sẽ không còn hoa tử đằng để giới thiệu cho các bác nữa rồi. Em còn ở vườn dâm nó rơi tầm khoảng hơn 20 cây. Hiện tại là nó rơi tầm khoảng hơn 20 chậu hoa tử đằng. Và cây của nó thì tình trạng là đang lên mầm nhé. Những cái cây mà chưa mầm này nhà em sẽ dâm và sẽ làm giống. Còn những cây mà đang lên mầm chồi khỏe khoắn như thế này mà cuộn nó nhiều vòng như thế này thì em bán cho các bác chỉ có 180.000 một cuộn thôi. Bác là mua 2 cuộn tử đằng là em sẽ bao ship cho các bác.
sau lô này là hết hàng Thu Hoan Tử Đằng ạ. Tiếp đến là dòng vũ nữ. Vũ nữ nhà em sẽ bao ship từ 3 chậu bất kỳ trở lên nhá. Rất là nhiều những mẫu mã, những dòng vũ nữ khác nhau. Đầu tiên đó chính là mèo cam hay là màu cam lửa, bụi to nhiều thân này có 200.000. Có chậu nụ hoa, có chậu chưa nụ nhá. Thường chậu nụ nhà vườn lựa thì nó sẽ không thể nào kiểm nó sẽ không thể nào to được bằng những chậu chưa nụ đâu. Chưa nụ thì cái tiêu chí của mình là chỉ chọn to thôi. Còn riêng các bác cứ chọn tiêu chí là nụ thì nhiều khi có những cái bụi nó ít thân thì mình cũng phải chấp nhận, bởi vì nó là hàng nụ đúng không ạ? 200.000 và mua 3 chậu miễn ship. Tiếp theo đó chính là ngọc nữ hoa thơm. Đây lô ngọc nữ này khá là nhiều cây đang đẩy nụ nhá mọi người nhá. Bụi nó bụi to, nhiều thân. Không phải 100% nhưng mà cũng rất là nhiều cây đang đẩy nụ rồi. Có 200.000 một chậu ạ. Dòng này là thuộc dòng ngàn hoa, phân nhánh rất là thơm, rất là đẹp. Dòng này thơm nức mũi luôn. Ngọc nữ em bán Tết nhiều. Tiếp nữa đó chính là sô cô la hoa thơm ạ. Cái ngọc hoa sô cô la nó có thể dài đến tầm 1,5 m. Đây ạ, phía trước cửa hàng em thì đang để trưng bày hai cái chậu sô cô la to đùng vật vã luôn. Loại này thì em đang bán với giá là 200.000 một chậu. Cây nào cũng đang có nụ hoa nhé, bụi của nó cũng là bụi to. Phía bên đây đó chính là cây nhện xanh. Đây, bông hoa nhện xanh rất là đẹp. Bụi của nó là bụi khủng cơ. Các bác bê cái bụi này phải nói nó nặng tay khủng khiếp luôn ấy ạ. 220 một chậu nhện xanh. Và phía bên đây là nhện nâu, một bụi to, 240.000. Đây bông hoa của nhện nâu. 240. Thôi hôm nay em xả cho mọi người 220 đi. Nhện nâu nhiều hơn nhện xanh. Giá em nhập cao hơn đấy. Hôm nay em bán 220 cũng bằng nhện xanh. Mua 3 chậu miễn ship. Đây bụi nhện nâu. Ui, nhện nâu nhiều cây nó còn có lưỡi của nó màu vàng vàng này, rất là hay. Nhện nâu hôm nay có 220 nhé, bụi to, vật vã. Cái này về các bác phải cắt tỉa là một, thứ hai là trồng sang chậu khác này, thứ ba là tách ra. Bởi vì bụi nó to khủng lắm rồi, tràn bầu từ lâu 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 rồi. Đấy, mua 3 chậu miễn ship. Em còn 2 chậu hoàng hậu xanh thì em giới thiệu các bác hoàng hậu xanh còn 2 chậu thôi. Hết hàng hoàng hậu xanh. Hoàng hậu xanh thì 160. Tiếp theo đến brass. Brass em có cái brass màu vàng này. Vàng 100.000 một chậu. 2 chậu tính giá 90. Còn bác nào mua 3 chậu thì tính vẫn giá là 100 và em miễn ship. Đấy các bác lưu ý nhé, nhiều bác thì em giới thiệu rất là chi tiết như thế này. Mua 2 chậu thì em hỗ trợ giảm cho mọi người 10.000 một chậu. Nhưng khi mua 3 chậu nhiều bác rất là muốn miễn ship thì các bác vui lòng là không giảm giá nữa mà để chế độ miễn ship nhé. Chứ không lại mua 3 chậu lại vừa giảm giá vừa miễn ship là bọn em bắn lỗ đấy. Có cả cái bờ đát hoa trắng này. Trắng này cũng là 100, mua 2 chậu 90. Tiếp theo là những cái cây lan lọng, lọng này lọng đỏ, lọng đỏ của Thái, hoa của nó màu đỏ đô đẹp, và này dễ chăm. 150 một chậu lọng đỏ, hàng của Thái Lan. Và tiếp đến là những cái chậu đai châu. Đai châu thì em có rất là nhiều màu. Thứ nhất là dòng đai châu mít. Mít này thì 95.000 đồng một chậu thôi. Mít giá rẻ. Ngọc trai đen vẫn là 230.000 một chậu đôi 2 cây. Hồng cánh sen vẫn là 130.000 đồng một chậu lá ngắn, lá mít, hồng cánh sen. Và mua 2 chậu là 250. Còn ngoài ra em có cái hồng cánh sen hàng chậu gỗ này, hàng chậu gỗ này là 250. Hàng này giảm giá từ 200 à, từ 300 hơn ấy, xuống hơn 250. Và cái màu cam lửa này, cái màu cam lửa em bán cũng rất là hút hàng này. Màu này đẹp lắm. Nói chung là các bác chơi lan. Cái riêng cái màu cam lửa này cây nó vừa to lại vừa đẹp, màu rực rỡ, 230.000 đồng.